Hello mọi người. Từ Thôi được rồi, ok. Thì để trở lại cái những cái chuyện mà hiện giờ trên cái cộng đồng mạng thì mình nói chung là dư luận với lại tất cả mọi người đều quan tâm. Thì rồi anh nói đi. thì tôi cũng quay trở lại là có đây là lần đầu tiên đấy mình ra khỏi Việt Nam, mình đi vào thế giới người dân thường mình ấy. Thì khi mình ra ngoài mình khi mà rất là bỡ ngỡ ấy. Rồi đặc biệt là những người Việt Nam mình mà trên đất Mỹ này đó, mình đến đây tùy theo thời gian, có những người họ đến đây khi mà nước Mỹ nó biến thành một cái mà Việt Nam là một quốc gia thù địch của Hoa Kỳ, thành thử ra họ sống trong cái tinh thần đấy đó. Rồi họ nghĩ ra cái điều này điều kia nói, rồi họ thù ghét Việt Nam, rồi có những người họ thù ghét Việt Nam, thù ghét cả Mỹ, có những người thì chỉ thù ghét Việt Nam thôi, không thù ghét Mỹ. Thì cái chuyện mà những cái báo đài ở đây mà họ cư xử việc dùng những cái lời lẽ, đặc biệt là dùng lời lẽ Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, xỉa sói Việt Nam, thì là Sửa soi mình nghe vậy là tới đây là cũng đầy lỗ tai, thành thứ giờ mình cũng nghe nó ra, mình chỉ đọc thôi, mình đọc cái tựa đề là mình biết nó nói gì rồi, mình được cái thông minh đó. đúng rồi. Tôi đọc Dạ mà tôi cũng tôi dám vậy, mình đọc cái tựa tôi đề là biết thằng chà này biết nói nói gì, chung là tôi không có nghe mấy cái nhớ đài thổ không bao tả giờ đâu, là nghe chẳng đọc qua là thôi. vì mấy cháu trong nước này nó hỏi bác biết gì chưa, nó xen qua cái link của mình rồi mình chỉ liếc thôi, chứ còn cái mình không bao giờ mình coi mấy cái đài đó, đánh tao từ giờ qua không có quan tâm cái Đâu có gì đài viết giờ. gì trên đài, không có thì giờ. Điểm nhất là tao thì giờ tao là tao hưởng thụ già rồi, bây giờ tao quan niệm là ở chỗ này mình chẳng còn cái thời gian, mình còn ở trên, mình gọi là ở trên mặt đất này nó cũng không còn bao nhiêu, nên vì đó tất cả mọi cái đều có một cái sự gọi là để dành đó để mà mình hưởng thụ. Mình còn già, cái quãng đời mình còn không còn bao nhiêu cả anh, cái thời gian nó ngắn rồi, cho nên vì đó ra mình không quan tâm điều đó. Nhưng mà có những cái mà mình cần phải lên tiếng, mình nói để cho con trẻ hoặc là cháu chắc là sao cái hậu thế của mình nó biết được cái điều đó là đúng hay là sai. Thí dụ như bây giờ 30 cái đài hải ngoại, coi một cái những cái kênh YouTube hải ngoại chẳng có đài con mẹ gì cả, đâu có ai chứng nhận cái đài biết gì đâu. Có điều thí dụ như mướn trả tiền mướn bằng tần FM là cũng phải trả tiền chết mẹ, chứ người ta đâu có cái gì này. Thế thì làm YouTube để kiếm tiền thôi, thế thì mà tha hồ mà ngồi đặt điều vu khống rồi quy chụp, rồi nói chung là nói chuyện tào lao, và ông nào ông ấy tự xưng là học giả, rồi xong là tiến sĩ, rồi thạc sĩ, rồi loài sĩ, rồi nói chung là ai cũng là sĩ hết trơn, trời, thành ra tôi thấy chán quá, vô tôi buồn cười vậy đó. Và ông nào cũng tự phong cho mình là một cái chức danh ghê gớm lắm, ghê gớm mà tôi không biết ai xin danh Du tăng du tăng đối du đối tăng với quái tôi đản rằng thiệt là tình. gì Ừ, đối với tôi quậy lên rằng thôi là mày. Ừ, đối với tôi rằng tao là tính nói nữa mà tao sợ nó quýnh nữa, cho nên thôi tao không thèm nói nữa. Bởi vì không lẽ bây giờ nó một mình đọc đọc thoại hay không qua bà lên thì nó có đánh không biết, là tao tức quá là ok. Thì cái chuyện đó ai cũng biết cả, và nó có những cái điều lố bịch. Thế thì tất cả mọi người đều hiểu những cái đài mà thổ tả đó ở bên kia thế giới đó chỉ mỏ về Việt Nam, và hầu anh Phượng nói một câu rất đúng, họ không bao giờ mở miệng ra mà nói một cái câu gì cho nó tử tế. Tử tế đây là gì? Tử tế có nghĩa là tôi không cần anh phải nói khen, không cần khen ở Việt Nam được cái gì mất cái gì anh nói thật đi, đừng có chụp mũ, đúng không? Không, mà hầu như từ xưa giờ họ không có nói một bất cứ Việt Nam mà có cái gì gọi là tốt đẹp, và chẳng bao giờ khen Việt Nam được cái gì cả. Không, không khen, không phải chê chửi thôi, và bới móc ra là phải xỉa sói này kia. Cái mình thấy nó buồn cười ở cái chỗ là người tại sao mà mang tiếng là tự phong là học giả rồi tiến sĩ rồi gì nói chung là hầu như cái gì mà cao quý nhất cái con người đều phong, phải tự phong hết, học giả đổ thông minh rồi xong rồi gì tiến sĩ gì ruột rồi xong rồi ký giả lão thành rồi, cái trời ơi toàn thứ dữ không, nghe nó bắt ớn luôn, nghe nó bắt ớn luôn đó. Ra là vậy đó, thật ra vì cái đó tôi rất là tôi buồn cười. Và chứ khuyên mọi người ở dưới này thì mình không phải là cái gì, các em các cháu đang sống trong nước, cuộc sống như sao chính tình hình chính trị mới sao, các em biết quá rõ quá rành. Còn những người mà phía bên kia đại dương có Không biết biết con mẹ mẹ gì, gì Việt Nam đâu, không biết gì, không biết gì hết, nó không biết gì Việt Nam cả, dốc mà nhưng chia bôn nó dốc không, mà tại làm sao mà phải đi vô đó nghe mấy thằng đó mà nói lạ đời kỳ ấy. Thành ra vì đó tôi khuyên cái điều là nên hủy bỏ đăng ký đi, trời ơi nó khổ quá. Bữa bữa nào mà bữa nào buồn cười cái là cái chỗ là
nếu hủy bỏ đăng ký hết ra, nếu mà không có, mà không có cái gì gọi là vui ha, thì cứ lôi đầu hai già lên ngồi đấu ta tấu hài rồi xong mọi người vui hơn nói chuyện bên kia đó. Bởi toàn bên kia là toàn tào lao biết đâu, rồi toàn là cạo không à, thậm chí anh ăn cắp ngờ 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 nó chạy giật giật nó giật đồ của người ta y xe đó cái gì hỏi đó, nó kêu vậy biết là tự do chứ trời nghe cũng lạnh giống cái quải đảng là cái thứ gì đó binh binh một cách là rất ư là lố lăng và mình không hiểu nó Nghiệp cái đầu nó đã để làm cái gì mới trước cái gì nó không hiểu nữa. Quái đản và lúc nào cũng được ở đây tôi không chơi nước Mỹ nhưng mà cái gì thực trạng nước Mỹ ngay bây giờ anh thấy rất là rõ ràng họ có một cái xã hội rất ư là phức tạp và những cái hiện tượng mà bây giờ cướp giật trong các cửa hàng cái điều đó thậm chí bây giờ đồ ăn mà nó còn khóa tên nó tủ nó còn khóa mà cười khổ lắm cho nên ra nhưng mà không bao giờ nó chấp nhận điều đó cả và nó chỉ chấp nhận khi Việt Nam mình là xấu đói nghèo khổ lúc nào là có nói chung là cái gì mà Việt Nam là coi như là lụng bại thì mới mận nó lạ đời chứ nó mà nói là người Việt mà gian cái là mang dòng máu Việt mà nó trù Việt Nam mình phải tan đàn xẻ nát phải rụng bại này kia thì nó mới vui tôi không hiểu là sao nó khổ như coi đầu óc những cái đầu óc bệnh hoạn ở đây tôi nhắc là ta không cần chúng mày nói tốt tụi bay chỉ nói thật thôi mà cái nói thật tụi bay mà nói cũng không được nó thì tôi hỏi làm con mẹ gì làm con người làm cái gì làm con vật sướng hơn đúng không từ Ok chuyện lớn đến chuyện nhỏ khổ lắm anh rồi ok anh nói gì anh. Chuyện tin tức anh em ở nhà đông người, con cái trong nhà anh có đứa nó đàng hoàng, có cái đứa không đàng hoàng. Đó là lý do tại sao mà xã hội anh cần cảnh sát, cần công an, cần nhà tù. Nói nghe nè, cái nhà tù Việt Nam họ không, cái nhà tù Việt Nam chứa ít rất ít người, thì thực ra họ không có bắt ai hết đó. Tại vì cái hệ thống nhà tù Việt Nam nó rất là nhỏ, rất là nhỏ anh. Họ chứa họ giữ bao nhiêu người, những người có phạm có tội gì thì họ xử lý, họ làm cho nó câu chuyện nó giản dị ra chứ họ không bao giờ làm cho nó lớn ra anh. Họ dạy họ, họ họ xây dựng xã hội, một cái xã hội rất là đàng hoàng, không có nhà tù nhiều, nhà tù không có nhiều. Mình nhìn cái nhà tù của Mỹ mình sợ lắm anh, nhà tù Mỹ cái nhà tù nào to thật là to, lúc nào cũng đầy người ra. Bất cứ cái thành phố nào cũng có nhà tù, thành phố lớn có cái nhà tù của nhà thành phố lớn, thành phố nhỏ có cái nhà tù của thành phố nhỏ, và cái nhà tù của nhà nhà tù của Mỹ tức là mình không chắc hỏi anh tí thì mới biết là nó nhà tù rất nhiều, nhiều và mình biết là Việt Nam thì là không phải vậy, họ cái nhà tù cũng rất là ít, mình đi biết bao nhiêu luôn mà chưa bao giờ mình nhìn thấy nhà tù đấy, mình cái này là mình nói thật. Chứ còn anh đi trên đường phố của Hoa Kỳ đó là anh đâu anh biết tức là anh sẽ nhìn thấy nhà tù của họ. Chứ còn tôi đi đi trên tôi đi ở Việt Nam là đi rất là nhiều trên đường phố mà biểu là nhìn thấy nhà tù là không chưa nhìn thấy á đó. Đó là mình thì biết là hai cái xã hội nó khác hẳn á, hai cái xã hội họ cấu tạo, họ xây dựng xã hội, họ cái guồng máy xã hội nó rất là khác nhau từ căn bản, mình chỉ thương anh như vậy thôi. Ok. Thế thì mình mới nói cái điều này là họ như trong này nó có một đứa còn mang Vũ Ngọc Bảo nè, họ là những người thú đồ người thơ, mình không có còn mình cũng không nên nói nặng người ta nhiều làm gì lắm. Là bởi vì mình chỉ nói tất cả các bạn trẻ, các con cháu ở trong những cái diễn đàn mà nghe hàng già nói thì mình phân tích rất là nhiều, mà mình nói tôi nói với anh nghe là bây giờ cái internet của Việt Nam mình với ở nước ngoài là với lại ở thế giới nó gần như là mặt phẳng anh, Lúc nó mặt phẳng rồi. Thành ra cái gì á, cái gì mà của nước ngoài có thì Việt Nam mình có, và thực tế là coi như thực tế là vậy, cái là những cái nguồn thông tin chính thống hoặc là những cái nguồn báo đài của các nước khác hoặc là những cái nguồn mà thì bên kia xảy ra cái gì là 3 giây sau, 3 giây sau hoặc là 1 phút sau là Việt Nam đã biết rồi. Thành ra ở đây mình mới nói cái điều là họ không lường gạt được ai bao giờ cả đó, Đúng rồi. vì chỗ đó thành ra các bạn trẻ bây giờ tôi mới nói thẳng là những cái đứa mà đã có ăn học đàng hoàng ở tại tại Việt Nam mình nó rất là giỏi về công nghệ, nó rất là giỏi về công nghệ, thành ra vì đó cái càng ngày cái lưu lượng cái kiến thức của cái bọn trẻ Việt Nam mình, những người chỉ có những cái ông già như bọn mình mà mấy ông già là coi như không có chọn cái cầm cái phone nó nghe bậy bạ thôi, chắc chắc bọn trẻ không bao giờ nó tin tưởng mấy cái chuyện ở đâu. Bởi vậy mình chỉ nói một điều là bây giờ bọn trẻ rất là giỏi ở Việt Nam,
à, thậm chí thì computer laptop, rồi nói chung là tất tần tật, và những cái software, những cái mánh khóe trên cái, laptop này kia, là ứng dụng này ứng dụng kia, nó rành lắm mà nó giỏi lắm. Chỉ có tôi với anh mới là chậm chạp, mới không có biết gì đâu, chứ còn tụi trẻ là rất là giỏi. Nói như vậy để mình hiểu rằng, nói để bữa nay mình chỉ ghét là cái điều mình lên mình nói thôi, thực chất là mình cũng không có ưa gì những cái báo đài của gọi là YouTuber ở bên Mỹ. Nó hẳn là vậy, từ ai tôi tới ghét, từ cái gì nữa nửa dòng cái đất TV, rồi đủ phú binh xa, là toàn người tào lao không à, cái dựng chuyện lên. Bây giờ nó một cái có một cái nó ăn tiền, nó chính là lấy tiền của YouTube. Bởi vì thường thường có phong nó chừng là mà YouTube á, mà nó coi như nó không có cho tiền nữa, là tự nhiên là tự động là không có nói xấu nữa, là bởi vì có nói xấu đâu có tiền. Cho nên vì đó thành ra cái mà nói xấu một nhân vật gì đó thì mình thực sự mình rất thấy, mình thấy thấy nó thấy, thấy nó sao nó dơ dáy sao là mình không có thể nào mà nói được. Kế sau này thì mình có những cái gì buồn cười lắm, mà thì thường thường bây giờ nó tiến tới một bước xa hơn, là có nghĩa là khai lý lịch, rồi khai những cái tiểu sử cá nhân trên mạng, rồi chửi bới tùm lum ra. Bây giờ thôi tao sợ quá, để tao khai tao trước. tôi Ok tôi tôi là một người Mỹ gốc Việt, ai bây giờ mà Việt, ê, người Việt thuần chủng, đó vậy thôi. Qua Mỹ chưa hề ăn trợ cấp một sen, chưa biết food stamp là gì, chưa biết thất nghiệp là gì, làm một job tới lúc mà retire luôn. Thành ra tôi giống như tờ giấy trắng nha, không hề bị phạm lỗi về pháp luật gì cả, chưa hề lái xe say rượu, chưa hề bị đụng accident, chưa hề bị đóng tiền phạt gì cả. Đó, tôi là vậy đó, có nghĩa là ngon rồi mình trích lục hồ sơ đi. Đó, tôi là vậy. Tôi chưa hề ăn được, tôi không biết ăn, tôi không hề biết ăn một cái đồng bạc nào trợ cấp của xã hội. Tôi sao là không biết tiền thất nghiệp là cái gì luôn, tại vì tôi đâu có thất nghiệp đâu mà ăn tiền. Cho nên ra tôi làm ròng rã, cái cái làm là tới cái lúc mà bây giờ thì thay xong về Việt Nam thôi. Thành ra cái lý lịch tôi, anh biết sao tôi đi mua xe, mà nó vô nó chắc không phải, tôi nó kêu bác muốn lấy chiếc nào bác lấy, không có cần gì nữa. Này đó là 860 mấy điểm, rồi buồn cười ghê chưa, ghê độ. Tôi là vô địch, vẫn đi credit rồi, điểm credit là số 1 rồi, buồn cười lắm đó. Rồi ok, tới phiên anh có Tôi gì không, hả? có tù án, có án tù gì không, được Không, khai đi ôi không tù luôn. anh à, trời ơi anh con người anh là người tôi là vào tù ra khám là để nó nghe nè. Năm 1000 coi là năm đó tôi học, năm đó tôi học đại lục thôi, đại lục tức là năm 64 65 gì đó, thì tôi học ở trường Nguyễn Trãi mà cái lúc đó là lúc đó mà biểu tình mãn khóa bãi khóa đó, rồi tôi mới bỏ đó, tôi đi học, mình đâu có đi học đâu, cứ mình đi nghe mấy sinh viên nói chuyện thì mình cứ đến cái trường Dược Khoa đó, là cái trường ngay có chỗ con rùa đây mà mình hay uống cà phê đó, là tôi chỉ qua bên kia cái nhà bên kia bỏ, hồi đó tôi đi ông đó tôi nghe mấy ông nội sinh viên nói chuyện, cái anh bắt tôi đó là mình là có tiền án chính trị là từ năm 1964 ấy, Cái đó tôi là không tù chính trị từ năm 1964 tôi nói cho anh ấy. nghe, cái trụ chính trị, là trước đây là mình không có tính, mình tính từ sau 7 năm thôi đó, Xong năm qua như đi tờ trời giấy trắng. đất Bởi vậy tôi nói thiệt với anh, tôi ơi, với anh là ê, anh xin lỗi anh á, cái trắng của anh đó là nó còn tinh nguyên, tôi là nó trắng, là nó trắng từ trong cái nhà máy nó trắng ra, tức là vỗ tay coi, vỗ tay coi, vỗ tay coi, vô 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 vỗ tay coi. Bởi vì tôi chọn bạn mà chơi, thấy không, tôi với ông nó có hai cái điều thú vị là hai đứa cùng một tuổi, hai đứa đi cùng đi lính, và hai đứa cùng ở Mỹ, và hai đứa cũng cùng một tờ giấy trắng thôi. Vậy là không có nói chuyện nữa nữa nghe, ai đụng ai, có nghĩa là về, có nghĩa là Không đừng có phải ai mà tôi. đụng chạm lý lịch tôi nghe, không phải tôi nghe, Không tôi trong sạch nghe đó. Vậy đó, đây một vợ ba con, nhà cửa có đàng hoàng bên Mỹ, rồi xe có 5 chiếc được chưa đó, vậy được rồi, nói chung là vậy đó đó. Không không tin thì cái điều siêu tai đi, mệt quá không được. Khổ bây giờ nó loạn, nó loạn cái mạng xã hội, nó buồn, nó có hai, nó có nhiều mặt anh, mặt trái mặt phải, có nghĩa là mình muốn nó tốt thì nó tốt, nhưng mà Đúng mình rồi. phải giữ mình, anh Đúng hiểu rồi. tôi không, chứ mình Xã xấu hội. quá mình kêu là tốt ở xã hội mà, thế rồi thì tôi muốn nói thiệt tôi Người này chán lắm. người kia. Đúng Người rồi, này mình người mới kia nói nha. về nhanh rồi, Mình người cái chỗ nào mình không thích mình đừng có vô, thì giờ đâu vô có đó đúng rồi, mình đâu có đi vô đâu, vô mình nghe, mình ở những cái đây. điều mà nghe những cái điều trái tay, mình cảm thấy mình chịu không nổi. Nhưng mà phải tại vậy mình phải chọn lọc ấy. Mình Đúng rồi anh, không có để nó mấy nó làm cho mình nổi điên. Nó điên thì nó có quyền nó của nó, nhưng mà nó không được
nó không có được quyền làm mình nổi điên này. Nó cũng... tại mình chung với mình nghe mày mới điên. Nó không đủ tại mình. Ở vậy thì ra mà tránh xa đi rồi bà nắm rồi. Mình vẫn tránh xa nó nhưng mà nó có quyền nó điên này. Nhưng mà nó không thể nào nó làm cho mình điên như nó được. Không thể nào. Đúng rồi. Yeah. Mình không thể nào để cho nó làm cho mình điên. Tất nhiên là mình không để nó dẫn dắt mình bất cứ một cái gì cả. Mình yes. cứ tự lực cánh, mình yes. tự lực cánh, biết không? Phải đứng trên đôi chân của mình, yes. không dựa dẫm bất cứ một người nào. Nào cả. Đó một cách khác, không có thằng nào cả. Thậm chí tôi nói một ngày, nó để chuyện hơi cá nhân chút xíu. Anh và tôi cũng như vậy. Khi về Việt Nam, ăn chơi sinh sống, tôi chưa hề mượn ai đồng bạc nào cả. Nó một cách khác. Okay. Được chưa? Thế yeah. thì cái chuyện cuộc sống của tôi lo. Chuyện cuộc sống của anh lo. Nhưng mà nó biết anh mượn 1.000 hay là 2.000 hay là 500 nên là chết mẹ nó đem ra anh chửi anh xe tôi lục trục nó vậy là anh ra nó rõ ràng tiền tao xài đó đúng yes. tổ vậy ok đó một cách khác chăng nữa là không dính dáng bất cứ một cái chuyện gì về vấn đề tiền bạc thế thì nó mới bền lâu đó tổ okay. vậy ok anh okay. Thì còn gì nữa nói chuyện không thì sau qua những cái sự kiện đó thì nhưng mình nói một lần nữa là những cái báo đài thổ tả bên nước ngoài thực sự là họ không có tốt lành gì cả Việt Nam mình. Họ chỉ chờ chực xỉa sói ở Việt Nam mình. Thế thì nhưng mà cái chuyện đó thường thường là người dân dân trong nước họ biết hết anh nè, không làm sao có bắt được. Có nghĩa như vậy tôi nói thường nói anh đó, có nghĩa là người dân trong nước đó, họ là những cặp mắt của nhà nước. Họ mặc dù họ không là gì cả nhưng mà nội họ giám sát. Họ giám sát những cái kẻ lạ, họ những cái âm mưu, anh biết những cái vụ án mà lớn hoặc là những cái vụ án ma túy hay là đại án là đa số nhân dân không? Nhân dân tố giác không à? Đúng rồi. Bạn cho nhà nước đứng đầu mà rải đều từ Nam tới Bắc được, đúng không? Đó, từ hang cùng ngõ hẻm bà bán bánh bao cho đến ông bán xì gì đó, đại khái gì đều là bình thường hỏi vậy đó. Nhưng đụng chuyện là có chuyện là lột bồ ra lấy cầm ra cầm cái cục nó ngồi á tôi đã thấy kiến là thấy video ngoài đó rồi nó có cái này hôm trước tôi với anh bàn rồi mà hôm trước anh về tức quá cũng chưa được đi ở trên Đồng Nai Biên Hòa nó có những cái đội tự giác tự nguyện của người Việt của người dân họ làm ra những cái đội là SBC Biên Hòa đội săn bắt cướp phòng chống tội phạm hoàn toàn là của người dân hết đó nè họ khi họ đi làm về buổi chiều tối rồi họ xách xe đi họ lập một cái nhóm rồi họ đi dài để rồi họ đi phòng chống tội phạm rồi trộm vợ rồi giật đồ rồi ăn cắp xe này kia tự động họ người dân họ cảnh giác họ tự động họ làm và họ động tự làm luôn mình thấy mình thương ghê đó. Có nghĩa là hôm trước tôi tính bạn anh lên thăm tụi nó rồi xong bạn đi về bắt mẹ tôi cũng quên lửng luôn anh thấy rõ ràng người dân Việt Nam nó có những cái tinh thần gọi là nó có cái tinh thần trách nhiệm hay thật là hay thành ra đừng có ai bồng hồng qua mặt được nhân dân Việt Nam đừng có ai đừng nghĩ vậy bởi vì cái tâm của anh không sạch là bảo đảm với anh là trước sau vậy nhân dân Việt Nam cũng khám phá ra mặc dù anh chung với lỗ đất lỗ nẻ gì nó moi lên hết nó thẳng liền hay mà theo tôi nghĩ á bởi vì cách đây mấy bữa mẹ của em cũng nói về anh nghĩ sao vậy ngày nếu không có cái chuyện đó thì làm gì có cái chuyện mà nằm trong rừng mình vô trong bưng vô trong ruộng rồi kia phải làm à làm gì có cái chuyện mình đi đạo củ chi được đúng được không anh rõ ràng cũng là nhân dân làm cái ai làm thôi vậy thành ra vì chỗ đó bởi vậy tôi nói thiệt là người nước ngoài hoặc là xã hội Mỹ nó không giống như Việt Nam cũng giống như cái thằng cháu mà tôi gọi là con á Tài Sình Mai nó nói anh không cái cảnh Việt Nam thì dùng là cảnh sát nhân dân quân đội nhân dân thằng Mỹ là gọi là police là gì police là cảnh sát thứ nhất là cảnh cáo thứ hai là sát bùm tôi nghe nó nói mà tôi cười răng rụng rúng luôn á mà nói nó kêu không phải bạn của nó nói rồi nó vui nếu mà thực tế là vậy bởi vì anh thấy rõ ràng cái người cảnh sát nhân dân Việt Nam mình thì người cảnh sát công an hoặc là giao thông cái gì đó họ anh thấy nó họ hiền anh họ không có ác ông và côn đồ như Mỹ đã vậy thôi mà cũng có nhiều anh chàng rồi cũng chết cũng quạnh hẹ cũng hỏi này hỏi kia mình thấy mình đôi lúc mình thấy thương mình bất nhẫn bỏ vậy rồi anh có nói gì nữa không có chủ đề gì nữa không không anh rồi ok anh ra. Mình, à, tôi thú thiệt với anh thú thiệt với anh ngày hôm qua tôi có nhậu mà nhậu có một mình à. Buồn quá trời mưa á có trời mưa quá trời cái tôi ngồi tôi lai có thịt trâu gác bếp Quý. Ăn đi ấy
Rồi xong thấy nó ngon miệng quá, quất quất mẹ, nó thấy gần gần xỉ rượu, xong Wow. xỉn luôn, vô ngủ. Trời ơi, tối qua tới bây giờ được xách quần chạy, khổ. Có nghĩa là cái bụng của mình nó không hợp với lại kia, thôi tử tới già lần sau không ăn nữa. Ok, vô tăng cái gì, đúng không? Chưa, mà không dám, mà nói sơ sơ thôi, không có nói nữa. Ok, thôi chào, bye mọi người nghe. Bye. Rồi Bye. đợi biết sao bữa nào hai già này có cái nào vui vui, rồi lại live tiếp nghe. Ok. Ok, chào mọi người, chào anh Phượng, chào Chào. tất cả mọi người. Ok. Rồi.